Và sáng nay chúng ta sẽ cùng biên tập viên Nga Quỳnh trò chuyện cùng với một vị khách mời. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt ca sĩ trẻ nổi bật của Vpop trong năm vừa qua. Anh sở hữu nhiều bản hit trong năm 2022 và trở thành một trong những hiện tượng thú vị của nhạc Việt. Hãy cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây để khám phá anh là ai. Em ơi đừng khóc bóng tôi, trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu ở xa, em đâu tìm mãi để trái tim đau. Tăng Duy Tân được xem là hiện tượng âm nhạc trên mạng xã hội trong năm 2022 vừa qua, cùng bài hit Bên Trên Tầng Lầu trở thành xu hướng trên mạng xã hội với hàng trăm triệu lượt xem. Các ca khúc khác của Tăng Duy Tân như Dạ Vũ, Phải Lòng, Hết Duyên cũng trở thành hit đình đám không chỉ ở Việt Nam mà cả... Tiên chắc hẳn là phải chúc mừng năm mới anh Tân, cũng như là chúc mừng anh với một năm 2022 rất là nhiều những thành công. Anh cảm thấy như thế nào với một cái Tết vừa rồi, mình đã dành thời gian làm gì ạ? Có lẽ cái Tết vừa rồi là cái Tết mà Tân an tâm để ăn Tết nhất. Dạ vâng. Những cái Tết trước đây thì Tân mỗi lần về Tết thì thường có nhiều cái âu lo ở trong đầu. Thường thì thời gian Tết ngoại trừ dành cho gia đình, bạn bè, người thân thì đó cũng là một cái quãng thời gian để Tân có thể yên tĩnh nhất để sáng tạo. Thật ra Tết là một cái thời gian rất là phù hợp để Tân viết nhạc, và thường thì Tết luôn là cái thời điểm mà Tân cho ra những bài hát mà Tân ưng ý nhất. Tại vì khi mà mình được sống cạnh bố mẹ, sống cạnh người thân thì mình không còn phải lo nghĩ gì ở trong đầu nữa, và nó khá là phù hợp để viết nhạc. Hơn nữa thì Tết năm nay với nhà Tân là một cái Tết lớn. Tại vì bố mẹ thì bây giờ cũng đã không còn vất vả giống ngày xưa nữa. Rồi bản thân Tân cũng có một vị trí nhất định để có thể an tâm mà không còn phải lo lắng về công việc hay sự nghiệp vào mùa Tết nữa. Dạ vâng ạ, vậy là nói giống như anh Tân mới vừa chia sẻ là một tín hiệu đáng mừng, vì 2023 mình sẽ sắp sửa có rất là nhiều những bài nhạc chất lượng phải không? 2023 có lẽ sẽ là năm mà Tân cho mọi người thấy nhiều cái khía cạnh hơn về góc nhìn âm nhạc cũng như là thế giới âm nhạc của Tân. Nhưng mà nó cũng sẽ follow theo cái signature của Tân có từ trước tới giờ, chứ không phải là đùng một cái mà Tân thay đổi hẳn sang một cái style nhạc khác. Tại vì Tân biết là khán giả vẫn còn đang khá là thú vị và tò mò về Tân, và nhiều đó là chưa đủ. Dạ, chính xác rồi. Cho nên có thể là năm sau sẽ là vẫn là bình cũ, vẫn cái bình mới, nhưng mà rượu bên trong vẫn là rượu cũ, nhưng mà nó được pha trộn thêm, trở nên ngon hơn và ủ lâu hơn, chất lượng hơn. Dạ vâng ạ, và để nói thành thật bản thân thì không chỉ có cái tên Tăng Duy Tân mà 2022 song song đó còn có rất nhiều những cái tên nổi bật của làng nhạc Việt, ví dụ như là mình thấy có Mono, có Ready, có Mỹ Anh. Thì anh Tân có nghĩ rằng là thế hệ trẻ bây giờ đang chính là một làn gió mới của âm nhạc Việt không ạ? 2022 đúng như những gì mà Tân tưởng tượng, đó là Tân nghĩ là sau 2 năm dịch ấy, thì bản thân nghệ sĩ như Tân hay là những nghệ sĩ trẻ khác hay là những anh chị trong nghề thì ai cũng mong đợi là Covid nó kết thúc để mình có thể hoạt động nghệ thuật lại. Và bản thân Tân thấy là những cái tên như là Mono hay là Grady nó đã làm cho cái thị trường âm nhạc trở nên sôi động hơn. Và trước đây thì cũng có một số anh chị nhà báo hỏi Tân đó là Tân có lo lắng hay không, thì Tân có trả lời đó là nếu như mà có những người đấy ấy, thì Tân sẽ càng hứng thú để sáng tạo hơn nữa. Giống như là cái việc là mình có đồng đội ấy, Tân thì Tân sẽ không xem những bạn đấy là đối thủ đâu. Tân chưa bao giờ xem những người đấy là đối thủ. Tại vì bản thân Tân là một người làm nhạc, nhưng Tân cũng có nhu cầu nghe nhạc. Thật ra Grady Tân đã thích từ hồi còn ở Monster. Hồi đấy thì Tân biết là hồi đấy Tân hay gọi là Tân quen với cái tên là Đoàn Thế Lân. Còn về Mono thì ngay từ cái lúc mà ra album 22 thì Tân nghe cái album ra từng bài từng hôm. Hồi đầu cái lúc mà debut ấy, thì cũng có khá là nhiều ồn ào. Thật ra lúc đấy Tân khá là bận nên Tân không để ý được ồn ào lắm. Nhưng mà sau khi mà Mono khiến cho Tân để ý là sau khi Tân vô tình nghe được bài Waiting For You. Thì Tân lúc đấy vừa mới ra, nhưng vừa mới ra có mấy tiếng đồng hồ Tân bảo thôi bài này hit rồi, chắc chắn rồi. Bài này hit chắc luôn. Và nếu để anh Tân chọn một từ khóa cho thế hệ của chúng ta thì anh Tân sẽ chọn ngay từ khóa gì? Bóp bóp ngay trong não của mình ạ. Từ có lẽ chắc là từ kỳ lạ đi. Kỳ lạ nhưng mà lại gây nhiều tò mò và hứng thú. Vâng ạ, cái thứ kỳ lạ, những cái thứ kỳ lạ luôn khiến cho người ta tò mò. Luôn khiến cho người ta phải muốn thử. Muốn nghe thử.
Tại vì năm vừa rồi là toàn là những cái thứ kỳ lạ nhưng lại rất là thú vị. Thật ra cái sự kỳ lạ ở những cái mặt ngược lại nó cũng có, nhưng Tân không muốn nhắc đến. Tân chỉ nhắc đến những thứ tích cực thôi. Dạ. Thì có lẽ từ đấy sẽ là từ hợp lý nhất. Và cũng giống với cái câu hỏi mà Nga Quỳnh chuẩn bị hỏi anh Tân Duy Tân, đó là với anh Tân Duy Tân thì công thức nào để các bạn nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là các bạn ca sĩ thành công trong thời điểm hiện tại? Đầu tiên chắc hẳn là phải có kỳ lạ trong này rồi đó. Vâng, cái thứ hai chắc là phải biết nghe nhạc như một khán giả. Tại vì khi mà mình hóa thân thành khán giả rồi mình mới biết là khán giả cần cái gì được. Mà mục đích mình làm đó là truyền tải nội dung, truyền tải ý nghĩa và truyền tải bài hát đến khán giả, thì mình phải tìm được những cái phương tiện, những cái phương thức nào để thuận tiện nhất để mình có thể truyền tải tới khán giả. Thường thì ca sĩ sẽ có một bài hit. Bài hit ở đây nghĩa là nói về một bài nhạc mà có một thành công vang dội và được giới trẻ rất là yêu mến, rất thịnh hành trong cộng đồng mạng. Thì khi mà những tác phẩm sau mình sẽ có áp lực rất là nhiều. Thì mình có sợ như vậy với trường hợp của Bên Trên Tầng Lầu không? Có thể nghệ sĩ khác người ta sẽ sợ nhưng Tân lại không. Tại vì cái mục đích mà Tân đến với khán giả nó lại hơi khác một tí. Đó là ngay từ đầu thì Tân đã làm ra những bài hát, sau đó cho khán giả nghe với mục đích đó là mình muốn cống hiến. Mình muốn truyền những cái thông điệp đến khán giả. Và cái việc khán giả đón nhận ấy, nó chứng tỏ rằng là cái thứ mình truyền tải nó đã đến được với tai khán giả. Dạ. Và nếu như mà sau này mà cái hit Bên Trên Tầng Lầu nó có thể nó to hay bé như thế nào thì với Tân nó không quan trọng, vì cái mục đích Tân đến với khán giả đó là truyền tải và cứ tiếp tục truyền tải thôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, và đó cũng chính là buổi trò chuyện dịp đầu năm mới của Nga Quỳnh cùng với ca sĩ Tân Duy Tân. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại ạ.